Triển lãm quốc tế sản phẩm thiết bị vật tư và phân bón nông nghiệp GROTEX 2024 đã chính thức khai mạc tại trung tâm triển lãm SECC quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm thu hút hơn 200 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ và kéo dài đến ngày 15 tháng 11. GROTEX 2024 mang đến nhiều giải pháp về phân bón, chế phẩm sinh học, ứng dụng công nghệ Big Data, IoT, AI trong quản lý và chăm sóc cây trồng, vật nuôi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đến với triển lãm lần này, tôi mang đến một hệ sinh thái dinh dưỡng đến từ hạt. Qua triển lãm lần này, tôi mong muốn mang sản phẩm đến cho người tiêu dùng với những khách hàng đang tìm kiếm, yêu thích những sản phẩm sạch, chăm sóc sức khỏe cho gia đình, cho những người thân, đặc biệt là hướng tới xuất khẩu trong và ngoài nước. Qua cái sự kiện này thì sẽ kết nối được các cái sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, đặc biệt là nông sản Việt Nam vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Trong cái khuôn khổ cái sự kiện này thì ban tổ chức cũng tổ chức triển khai khá nhiều các cái hội thảo chuyên đề, rồi một số các giải pháp liên quan đến ứng dụng về công nghệ trí tuệ nhân tạo, Big Data trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là phát triển cái thương mại điện tử. Từ năm 2013 đến năm 2020, Việt Nam đã có 529 giống cây trồng mới, 273 tiến bộ kỹ thuật, 185 sáng chế, 224 tiêu chuẩn kỹ thuật đã được công nhận và chuyển giao phục vụ sản xuất trong ngành nông nghiệp. Triển lãm góp phần quảng bá cả về chiều rộng lẫn chiều sâu cho các giải pháp và sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.